Hello, chào các bạn đến với kênh của Diramatomot TV. Hôm nay mình lại vào chỗ nhà DHTV, mình đi câu cá các bạn. Câu cá thư giãn ngay ao của ông anh ngoài kia. Thì mình đi qua đó, mình sẽ quay cho bạn xem luôn. Đây Hải NTV đây. Mình vào tới nhà rồi, thôi mình qua đó mình câu luôn các bạn. Hôm nay là thứ bảy, giờ hai đứa con mình nghỉ học đây. Là mình cho nó đi câu, đi giải trí. Rồi chào các bạn nhá, hãy theo chân đi The Matamot TV vào tại ao ấy. Xin chào các bạn. Rồi mình đã vào tới ao rồi các bạn. Đấy, con mình đang đứng ở đây. Cá chỗ này to lắm các bạn. Đây, ao đây. Hai ao luôn, ao đây với ao có một kia các bạn. Chỗ đây. Rồi mình sẽ đứng đây câu cá chép to không kìa. Đây, con trai mình đang câu cá này. Con cậu ông đứng thẳng tưng vậy. Đây, con gái của mình đây. Rồi mình đứng đây thôi. Còn con đấy mình là câu trúng con cá lóc rồi các bạn. Rồi con đây. Ui xìu thế. Xìu thế. Đây to lắm rồi các bạn. Bé đã câu được một. Rồi. Đây. Đây to lắm các bạn. Con gái mình câu giỏi đấy. Móc vào đây hay bị có nha. Rồi con mình trúng con cá trâu to lắm, một con cá trâu. Bây giờ hồi nãy chị câu dính, bây giờ đứa em lại câu một con cá trâu to. Đấy. Để nó kéo luôn, để nó kéo luôn. Không dây cước, không dây cước. Đây cá đây cặp. Đây mình câu được một con cá lóc to này. Hôm nay chị được câu được một con cá lóc, một con cá rô, giờ đấy đến được nó rồi. Mình hôm nay mấy người lớn đấy coi như bỏ tay luôn ạ. Được câu siêu sâu luôn các bạn. Cá này mình ăn án tầm 1 ký 2. Cá lóc đây. Nó nặng rồi. Siêu sâu luôn, giỏi. Đúng con trai của bố. Hôm nay 5 người đi câu, hai đứa con mình với Hải NTV với DHTV với mình nữa. Là đi câu cá từ nãy giờ, cá không dính nó không ăn luôn ạ. Giờ hai đứa con mình đấy câu được. Giỏi, để con gái mình câu được hai con rồi. Đây con trai mình. Xin chào các bạn. Con mama. Vâng. Rồi mấy ông kia ông xuống câu rồi các bạn. Đây cá thủ. Con mình câu dính, ôi đứt rồi. Tuột rồi các bạn ơi. Dính cá to rồi chứ, tuột rồi. Rồi không sao, tí nữa dính tiếp thôi. Rồi.
Rồi con mình được con được dính ở đây. Con mình được dính một con nữa các bạn. Cái gì đây? Ô oh, cá trâu tiếp các bạn ơi. Đây, của con của anh đi là dính một con tiếp. Câu được một con cá lóc nữa cả nhà. Con đi ra man câu được đó bạn. Khá giỏi nha bạn. Lên bơ mà còn chạy mày. Rồi, con thứ ba các bạn. Rồi, thả vào đây. Anh cứ từ từ đã, đứt dây đấy. Cứ từ từ đã. À, dù à? Mười tùng. Sau cái cá sau anh. Cá quá to các bạn. Cái tầm trưa này ánh sáng nó hơi mờ mờ các bạn. Mình qua chừng là ao kia các bạn. Ao con mình đang đi. Chỗ này có từ nãy giờ. Bây giờ được một con này các bạn. Kẻ được một con. Một con rô phi. Con các bạn to lắm. Lớn nhanh nhanh hơn là nhanh hơn là. Không tệ. Nó coi từ nãy giờ nó dính không à. Đây là cái trống rồi này. Cái trống nó mới giật dậy chứ.
thôi 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 không, anh đứng đây thôi, anh nhóm là gần mà được mà. Hả? Anh đứng đây thôi. Đúng rồi, vào qua đằng kia. Ta coi giỏi lắm các bạn. Cá chép à? Cá chấm. Giỏi đấy. Giỏi quá. Con ơi giỏi quá đấy. Cái thân đứt dời nha. Quay vào đây luôn nè, hãy. Đấy, các bạn thấy chưa? Quá giỏi luôn, con trai mình quá giỏi luôn. Câu từ nãy giờ là dính liên tục luôn. Rồi, tí mình sẽ qua đấy, mình quay. Về nhà mình quay luôn. Cá của con trai mình câu được một con này. Đây, đưa cho chị nó cầm này các bạn. Câu siêu sao luôn. Qua giỏi lắm từ nãy giờ đấy, mình được có hai con chị nè, được hai con đó không? Đây, mình chụp quay gần. Quá to rồi các bạn. Đây. Rồi các bạn thấy video của đi Ramatamot TV nhớ ủng hộ cho đi nha. Ba bố con mình đấy lại đi trải nghiệm đi câu cá. Hôm nay là ngày thứ bảy các bạn. Thứ bảy giờ hai đứa con mình nó nghỉ học, giờ mình cho nó đi giải trí, đi câu cá thư giãn để động viên học hành các bạn. Rồi đấy, câu được đấy mấy con quá giỏi luôn. Đây chị em nó cầm một con cá to khung ta bán luôn mà. Đây. Đấy. Chào các bạn. Video mình kết thúc tại đây nha. Các bạn nhớ ủng hộ kênh cho đi Ramatamot TV.